năm học mới 2021-2022 đã bắt đầu với nhiều thay đổi trong cách dạy và học cho phù hợp với tình hình dịch bệnh. Theo đó, giải Lê Quý Đôn trên báo Khăn Quàng Đỏ và Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh cũng điều chỉnh thể lệ. Đề thi sẽ được đăng trên trang www.mucktim.com.vn trong thời gian học sinh học trực tuyến. Các bạn làm bài và nộp bài trực tuyến tại địa chỉ này. Khi học sinh học tập trung, đề thi sẽ lại in trên báo Khăn Quàng Đỏ và Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh như thường lệ. Bạn có thể xem lại cách thức tham gia giải Lê Quý Đôn trên báo Khăn Quàng Đỏ và Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh như sau. Bước 1. Truy cập vào www.mucktim.com.vn. Click chọn banner giải Lê Quý Đôn hoặc truy cập trực tiếp tại địa chỉ giải-lê-quý-đôn.mucktim.com.vn. Bước 2. Đăng ký tài khoản. Điền đầy đủ chính xác thông tin theo mẫu. Hệ thống sẽ tự động lưu lại những thông tin này để phục vụ cho cuộc thi. Đề thi sẽ hiển thị đúng khối lớp học sinh đăng ký. Bước 3. Đăng nhập và làm bài thi. Sau khi đăng ký thành công, thí sinh đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu. Bấm chọn làm bài để làm bài thi trực tiếp trên trang. Bước 4. Nộp bài. Trả lời những câu hỏi bằng cách bấm chọn vào đáp án mà các em cho là đúng nhất. Khi hoàn tất, các em bấm nút nộp bài. Lưu ý, với những đề thi trắc nghiệm, hệ thống sẽ chấm điểm tự động theo đáp án được cài đặt trước. Mỗi kỳ đề sẽ được hiển thị 7 ngày, sau đó hệ thống sẽ tiếp tục update kỳ đề mới. Điểm phần thi trực tuyến sẽ được tính chung với các kỳ làm bài trên báo. Ban tổ chức giải Lê Quý Đôn sẽ dựa vào kết quả chung để đánh giá chất lượng học sinh tham gia. Chúc các bạn tham gia mùa giải thật tốt và đạt kết quả cao. Về nội dung thì thầy cô sẽ cố gắng đảm bảo được bao quát các cái nội dung quá trình học của các em. Giống như một sân chơi nhưng mà cũng là củng cố ôn tập kiến thức. Thì thầy rất là mong các em học sinh sẽ tham gia nhiệt tình và đạt được cái hiệu quả cao nhất trong cái kỳ thi giải Lê Quý Đôn trên báo năm học 2021-2022. Chúng ta vượt qua các khó khăn của đại dịch Covid-19, vui học để đạt được cái hiệu quả cao nhất.